Kính thưa các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì như bác sĩ Giang có chia sẻ và cũng như anh Tĩnh, MC của chương trình chúng ta có đề cập, thì cái biện pháp mở thông dạ dày hiểu một cách đơn giản nhất đó là gì? Đó là đặt cái ống thông vào thẳng trực tiếp trong dạ dày qua thành bụng, có thể thực hiện qua kỹ thuật nội soi dưới khoa nội soi đường miệng để đặt, hoặc có thể làm ở trong nhà mổ, bác sĩ sẽ mở một cái đường nhỏ khoảng 3-4 cm và đưa cái ống đó qua thành bụng vào thẳng trong dạ dày, với mục tiêu là thay thế cho cái đường tự nhiên, đó là đường ăn qua miệng. Vì chúng ta biết rằng cái ống thực quản của chúng ta đã bị tắc, bây giờ chúng ta vẫn cần phải đưa dinh dưỡng, vẫn cần phải đưa thức ăn vào trong dạ dày để dạ dày nhào trộn, để dạ dày có thực phẩm để đưa xuống bên dưới. Thì thay vì chúng ta ăn qua miệng thì chúng ta sẽ ăn qua cái ống thông dạ dày đó. Thì tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đó là không giống như chúng ta ăn qua miệng, thì ăn qua ống thông này bắt buộc các cái thực phẩm chúng ta phải nghiền, phải xay ra thật nhuyễn để có thể bơm được qua ống đó, vì cái ống đó kích thước tương đối là nhỏ so với kích thước của cái thực quản. Nó thường nó chỉ bằng khoảng tầm 2/3 so với kích thước của cái thực quản của chúng ta mà thôi. Đây là một cái kỹ thuật tương đối là dễ thực hiện, có thể thực hiện ở tất cả các cái bệnh viện ở tuyến huyện, tuyến tỉnh. Còn ở bệnh viện của chúng tôi thì thực hiện cái kỹ thuật này khá là thường quy trên những bệnh nhân ung thư thực quản, vì như bác sĩ Giang đã chia sẻ, đó là một cái biện pháp đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả rất cao, giúp cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng đối với bệnh nhân thực quản, giúp cho họ có đủ năng lượng để tiếp nhận các cái biện pháp điều trị tiếp theo, ví dụ như hóa chất, ví dụ như xạ trị. Vâng, xin hết.